Shop bán vàng ngọc tự động vangngoc97.com hiện tại vẫn đang giá ngọc Tết. Anh em nhanh chân nhanh tay lên ngay shop vangngoc97.com để mua ngay vàng và mua ngay ngọc vì cho mình nào hiện tại vẫn đang giá ngọc Tết nhé tất cả mọi người. Vâng. Ok, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Văn Nhân. Nhưng xin chào mình đã quay trở lại rồi. Tiếp tục là về series của Nick NT9D. Thì hôm nay cũng không phải là một cái video update hay là khoe để hay làm gì đó. Thì nói chung thì mình cũng video này là chỉ là dành cho anh em thôi. Kiểu như là mình sẽ giờ mình bắt đầu tạo một BT mới. Nó sẽ đao hoặc là gãy phép gì cho đẹp đẹp hơn tí. Và mình sẽ tạo cái BT để mời anh em vui chơi. Đi kiểu như rủ anh em đi dinh chạy như nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Tại vì BT này toàn là nick phụ của mình thôi, ba cái nick phụ của mình thôi chứ không có người lạ. Nên giờ mình sẽ chuẩn bị tạo cái BT mới và mong anh em nào đang xin của mình á thì mình cũng đang cần tuyển thành viên. Anh em nào có thể làm có thể xin vô BT này nhưng mình nghĩ là chắc là số lượng rất nhiều nhưng mình không biết tuyển thế nào nữa. Mình nghĩ là anh em nào trên đầu 7 thì hả vô mới được nha. Mình tuyển là đầu 7 mới được. Thế anh em cười VIP cũng được, đầu 7 được. BT mình thì chắc là không ăn ngọc xe đen. Anh em nên nhớ ít đi ngọc xe đen. Mình thì lười đi lắm, với lại nick mình cùi nữa, chắc là sẽ ăn 3 sao thôi. Ăn 3 sao để cho lấy đậu update thôi, tại vì mình hay update mà. Nói chung là thì tiện anh em nào đậu trên đậu 7 nha, đậu 7 là được, đậu 7 trở lên. Và nói chung là chăm on giao lưu tốt vậy thôi. Mình sẽ chuẩn bị tạo một BT mới mà không biết đặt tên gì nữa nè. Và mình cũng mong anh em cần gì thì nhắn tin Facebook mình ở dưới link mô tả. Chắc là mình cũng ít dẹp được lắm, tại mình lười lắm. Giờ mình sẽ tạo BT rồi, nói chung là nhớ lại kỷ niệm ngày xưa thôi. Tại ngày xưa cũng ở chung BT với anh em nhiều, nói chung vậy đó. Hôm nay thì cũng tạo BT mới. Cái BT này là BT rất lâu của mình rồi. Anh em có thấy có rất nhiều giả mạo luôn. Kiểu như tạo tên BT giống tên mình á. Đây giờ mình sẽ chuyển thành viên cho cái phong phó ban nè. Mình sẽ phong chủ ban nè. Nói chung là tạo một BT mới nha. Hay da. Anh em nào cần vô có thể xin vô nha. Mà mình chỉ tuyển anh em là trên đầu 7 thôi. Đầu 7 với chăm on thôi. Vậy thôi. Kiểu cho đậu mình á, với lại hay kiểu như nhắn tin trong BT được rồi. Mình BT chắc chắn là không ăn ngọc xe đen nha, ít lắm, ăn 3 sao thôi, mình nghĩ là vậy. Không cần một sao hay sao đâu, không cần viết gì. Đây, giờ mình sẽ gọi bạn nha. Hey, anh em nào cần thì xin vô nha. Trời ơi, chắc sau khi mình đăng cái video này lên nộp phán thì mình đảm bảo cái BT mình nó ngạt người luôn. Để mình có thể cho anh em xem là cái BT của mình này. Rồi nè. Trước mình tạo là có một mình là giờ 4-3 cái BT phải cái chữ. Giờ mình sẽ lập ban mới nha. Không biết đặt tên gì nữa nha. Đặt tên gì nha. Ban đi về cái lệnh. Được. Đặt tên gì mình cũng không đang suy nghĩ đây. Đặt chắc là đặt tên của mình đi. Vậy đi. Không chậu quá. Đây NXT9D hả? Chả biết đặt tên gì nhỉ? Ở xanh á. Kimochi. Đây, mình sẽ đặt cái tên này nha. Kimochi NXT. Ok, Kimochi luôn. Mình sẽ đặt đơn giản vậy thôi. Kimochi NT. Ok, thế thôi nha. Mình đang suy nghĩ là mình sẽ tìm cái băng gãy với T Miguel. Mình thấy cây đao nó vẫn ngầu nhất mọi người ạ. Cây đao vẫn ngầu nhất. Nói chung là 600 ngọc là mát rồi. Nhưng mà mình tìm cái BT mình thích thôi. Đao thì nhưng mà cái BT Miguel thì nó lại lạ nhất. Thôi, mình chọn BT đao nha. Gậy thì nó chớp chớp ha. Đang suy nghĩ là xem là nên chọn cái nào. Mà thấy cái đao vẫn ngầu. Cẩu đồ đao, ok. Đây, mình đã có cái BT mới nha mọi người. Và cái BT của mình là Kimochi. Kimochi NT nha. Thì mọi người nào cần vô có thể vô với mình. Nói chung là mình tiến hành viên trên đậu trên 7 thôi. Có thể vô cho đậu mình đó. Kiểu vậy và nói chung là chắc là ăn ngọc xe đen chứ ăn 3 sao thôi. Ăn 3 sao là được rồi. Một khu 3 sao. Mình thích ăn mấy sao mà chả được, mình nói thật. Mình không thích thôi. Tại mình lười lắm. Nói chung mình đang update trong thời gian update mà. Mình cũng khoe luôn con đệ của mình thì hiện tại là 12.800 triệu sức mạnh rồi. Đây.
vẫn là set đồ cũ thôi. Đồ xấu xa thì coi mặt rồi, mình cũng không cần đồ xấu xa đâu, tại không biết thay mà. Này, này này này, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem con HB để mình. Ui, quá trời kích. HB 440k HB. Ui, má ơi, con để mình cháu HB nhờ. Này, con để mình đúng là cháu HB luôn á. 11k 6 sức đánh, 440k HB. Con đệ này mà lên tầm 17-18 tỷ là full HP rồi. Mình không biết là con đệ mình nó VIP nhất không nhờ. Tới lúc đó mình sẽ xem coi là bao nhiêu chữ sức mạnh mà nó full HP. Mình sẽ đăng một cái video để phần này. Không biết có thanh niên nào mà hơn mình nữa, hơn nữa kiểu như là con đệ HP hơn mình á. Má mà mình thấy con đệ mình HP chậu thịt, 440k HP. Cái chữ và đây là BT mới của mình. Và mình sẽ ở cùng nó không? Và nói chung là up tiềm năng nhiều cho nó. Cố gắng anh em trong BT nào cần thì xin vô nhau. Có thể em rảnh đi BM Facebook mình. Mình tuyển trên đậu 7 nha. Mình nhắc lại là đậu trên 7 mới được nha. Đậu 6 là vứt luôn, không có tuyển. Tuyển đậu 7 thì cho đậu up đệ nha. Tại mình còn up đệ rất là nhiều. Đây thì dành trên đất nam mới cũng được vô, là nói chung là cũng ít đi ngọn sao đen đấy. Nói chung là BT mình chỉ có điều kiện đơn giản như thôi, anh em nào cần vào có thể xin vào đậu 7 với lại hay on được rồi, hay cho đậu kiểu như vậy thôi. Nói chung là cũng không cần viết gì, không cần viết gì đâu, không cần hai set, cần không cần đồ xóa sao vậy. Nói chung là đủ nói chuyện là được rồi. Không đây thì thanh niên nào dịch các bạn này. Đấy, giờ mình đã có một cái BT mới, giờ mình sẽ cho mấy cái phụ mình vô đã. Một hai nít đó, để cho nó không bị mất cái BT. Từ từ để mình sẽ nhập cái ạc này vô. Để coi mình sẽ làm gì trước nha. Anh em nào cần thì có thể xin vô BT nha. Mình nghĩ là sau khi mình đăng video này, mình đảm bảo là nó sẽ ngạt người luôn á. Mình không biết tuyển người nào nữa. Đấy, anh em vào thì vào nha. Không... à, mình sẽ bấm một cái nick của mình để mình vô để không có bị mất BT đó. Có khi nào mình đăng video mà chả ai xin vô thì nó lại mất cái BT của mình. Đấy, mình tạo BT đao này mất 500 ngọc nha mọi người. Thì mình sẽ gửi ban nè. BT là Kimojinbt. Đấy, có ngay, xin vào. Kimojinbt. Đấy, xin vào. Chết liền. Đấy, ok, ngon lành. Đừng cho mất BT được rồi, ok thì giờ mình sẽ chuẩn bị đi lại cái chỗ mà mình hay update. Thì mình sẽ đi up tiếp. Và mọi người đang xem video đừng quên ấn like, đăng ký kênh giúp mình nha. Thật ra thì mình tạo cái BT này nói chung là cũng để tiện anh em vào chơi thôi. Tại ngày trước nói chung là lúc mà game nó chưa VIP lắm, nó chưa có đồ sao bấy sao nhiều thì nói chung là anh em trong BT, nói chung là ban đêm mà đi ngồng sạch đen, nói chung nói chuyện trong BT là vui nhất. Nên mình giờ cũng muốn có anh em lại nên cũng tạo BT cho anh em nào cần vào thì xin vào nha. Có thể là mình sẽ làm clip đi danh trại, đi bản đồ hóa chung với BT để nhớ lại kỷ niệm ngày xưa cũng được. Nói chung là gợi nhớ cũng được, không cần phải viết cũng được. Mình sẽ tỉ với anh em nào cần thì sẽ xin vào nha. Giờ bắt đầu đi lên đường đi update tiếp. Giờ mình sẽ chuẩn bị cái nick mình để mà qua bên Sơn up. Mình thì mình hay up ở bên Sơn 7 lắm. Mong anh em đừng có phá nha trời. Mấy thanh nhiều thanh niên cứ dịch theo phá mình chán chết luôn. Đây, vẫn chưa có IBM à. Mình đang dùng cái phụ mình qua. Và tên BT mình xin nhắc lại một lần cuối chính là Kimojinbt nha. Anh em nào cần vào thì xin vào nha. Đây, thì nick đây mình đầu quên mình cho nick nọ. DZ nó tên này vào luôn mới được. Đây, Kimojinbt. Đóng Kimochi ra không ta? Kimochi. Ôi, đầu bồi nhiều vải chữ. Phải cái chữ. Tên BT hơi bựa tí nhưng mà mình thích thì mình đặt thôi. Có sao đâu. Được ba người đó nha. Nói chung là nít phụ của mình thôi. Nít của mình thôi. Kêu 8 này thanh niên. Còn thanh niên kêu 8 BM này. Đi update thôi mọi người ơi. Mình xem để mình xem cái bộ để của mình còn nhiêu ngày nha. Tại bữa hổm mình mua tháng mà không biết mình up nhiêu ngày. Mọi người thấy mình up nhanh không? Mình up xiên lắm, mình nói thật, mình up xiên cực luôn. Mình up để mình bao xiên luôn. Treo mình nói thật, up từ sáng tới 10 giờ đêm luôn, đảm bảo anh em là up bao VIP luôn. Bùa mình còn 518 giờ, 518 giờ là nhiêu ngày mình không biết nữa. Hơn 20 ngày, tại vì một ngày 24. Vì là hơn 20 ngày nữa. Còn rất là nhiều, còn chục 20 ngày nữa, rất là nhiều. Đấy, chưa? Ấy. Ok, thì giờ mình đi update đi nha mọi người.
Đây, để mình chuẩn cái 120, 126k. Wow. Chào em nha, chào DJ. Tên xấu quá, không chào nữa, ok. Thì thôi chắc là video mình dừng tay. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến mình. Đừng quên ấn like, ấn đăng ký kênh, cộng subscribe kênh với mình nha. Và cần vào VT thì mình có thể xin mình nha. Ok, bye mọi người nha. Quên tôi, giờ nước mắt em đâu có rơi. Giờ này em đang cười bên ai kia. Làm sao tôi có thể giữ em.